Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề ngày hôm nay Thanh Xuân sẽ nói về câu tục ngữ ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, nghĩa bóng và nghĩa đen. Câu tục ngữ ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn là một trong những câu nói mang đậm giá trị văn hóa và tư tưởng của người Việt Nam. Câu tục ngữ này không chỉ phản ảnh sự gắn bó, yêu thương đối với quê hương, gia đình, mà còn hàm chứa nhiều bài học sâu sắc về sự chấp nhận, lòng trung thành và hài lòng với những gì mình có. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân tích cả nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ này. Nghĩa đen của câu tục ngữ khá rõ ràng và dễ hiểu. Ta về ta tắm ao ta, nghĩa là chúng ta về quê nhà và tắm trong cái ao của mình. Cái ao này có thể không phải là cái ao đẹp nhất, nước có thể không trong xanh, nhưng nó lại là của riêng ta, là một phần không thể tách rời trong cuộc sống và ký ức của ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, nhấn mạnh rằng dù nước ao có thể trong hay đục, ao nhà vẫn tốt hơn những nơi khác vì nó mang đến cảm giác thân thuộc, an toàn và bình yên. Trong cuộc sống thực tế, ao nhà có thể được hiểu là sự gắn bó với nhiều kỷ niệm, là nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái và tự nhiên nhất. Dù có đi đâu xa, có trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, khi trở về nhà, mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp, an lành từ những điều thân thuộc và giản dị. Còn nghĩa bóng, câu tục ngữ không chỉ dừng lại ở nghĩa đen đơn thuần, mà còn mang trong mình những ý nghĩa bóng bẩy sâu sắc, phản ảnh tư duy và quan niệm sống của con người Việt Nam. Tình yêu quê hương gia đình, nghĩa bóng đầu tiên mà câu tục ngữ muốn truyền tải chính là tình yêu và sự gắn bó với quê hương gia đình. Dù đi đến đâu, con người vẫn luôn nhớ về cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Quê hương là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, là nơi có cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Chính vì vậy, dù có đẹp đẽ và hào nhoáng đến đâu, nơi khác cũng không thể so sánh với quê nhà, nơi mà trái tim ta luôn hướng về. Sự chấp nhận và hài lòng, câu tục ngữ cũng thể hiện lên một triết lý sống sâu sắc về sự chấp nhận và hài lòng với những gì mình có. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ đều diễn ra như ý muốn. Có những lúc hoàn cảnh không hoàn hảo và những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn hoặc tìm kiếm sự hoàn hảo ở nơi khác, việc chấp nhận và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, quen thuộc lại mang đến hạnh phúc thực sự. Dù trong dù đục, chính là lời nhắc nhở rằng dù hoàn cảnh có thế nào, việc trân trọng và hài lòng với những gì mình có mới là điều quan trọng. Lòng trung thành và sự kiên định. Một khía cạnh khác mà câu tục ngữ này muốn nhấn mạnh là lòng trung thành và sự kiên định. Trong một mối quan hệ gia đình, bạn bè, công việc hay bất cứ lĩnh vực nào, lòng trung thành và sự kiên định luôn là những phẩm chất quý báu. Việc giữ vững lòng trung thành với những giá trị, con người và nơi chốn quen thuộc không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn là cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững lâu dài. Bài học từ câu tục ngữ. Từ câu tục ngữ, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, chúng ta có thể rút ra một bài học quý giá cho cuộc sống hiện đại. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà con người luôn chạy theo những điều mới mẻ, hiện đại, việc nhớ về và trân trọng những giá trị truyền thống, những điều giản dị, quen thuộc lại trở nên vô cùng quan trọng. Chúng ta cần
học cách hài lòng và biết ơn với những gì mình có, biết trân trọng với những người thân yêu và những giá trị gắn bó với mình từ thuở ấu thơ, đồng thời vẫn giữ vững lòng trung thành và sự kiên định trong mọi hoàn cảnh, bởi đó chính là nền tảng vững chắc giúp ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Kết luận, câu tục ngữ ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, không chỉ là một lời khuyên giản dị về tình yêu quê hương gia đình, mà còn chứa đựng một triết lý sống sâu sắc về sự chấp nhận, lòng trung thành và sự hài lòng với những gì mình có. Bằng cách hiểu rõ và áp dụng những bài học từ câu tục ngữ này, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và ý nghĩa hơn, luôn nhớ về cội nguồn và trân trọng những gì, những giá trị truyền thống quen thuộc trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã ghé ngang và xin các bạn nhấn nút subscribe để support channel này và đón tiếp những video kế tiếp. Cảm ơn. Subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.